Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Thượng An đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Thượng An đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung chất vấn những nội dung vấn đề cần giải quyết và những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như phương hướng phòng cháy chữa cháy trong năm 2023, Cần tăng vốn đầu tư xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn thành phố. Các đại biểu cũng đưa ra ý kiến về việc cần có nghị quyết phân bổ ngân sách hợp lý, thành phố cần sớm tổ chức thi công chức cấp xã. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu ra vấn đề xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, từ đó mong muốn thành phố sớm đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các công trình này. Tại phiên chất vấn, lãnh đạo các ban ngành đã giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trả lời chất vấn có trọng tâm những ý kiến của đại biểu, đồng thời đưa ra giải pháp thời gian thực hiện. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Thuận An đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng quản lý đô thị đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố Thuận An. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, về đầu tư công, dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.